Ở đây chặt cho. Hộ làm. Con đang làm gì đấy? Thỏ.
làm gì đấy? Đây, bố mua cam cho con này, một quả cam. Làm gì đấy em? Làm gì đấy cho anh làm cho? Đây là hộ làm cho. Anh làm rồi. Hả? Đang làm gì đấy? Đang làm cho, anh giúp làm cho. Hả? Đồ bóc cam cho. Nhá. Ăn chưa? Đây là dao này. Đấy, anh chặt cho. Đấy, anh chặt cho. Anh chặt cho. Đó, đưa đây chặt cho. Anh hộ làm. Cột này dựng ở đây à em? Dựng ở đây à? Hay ở đây? Cột dài này dựng ở đâu? Dựng ở đâu đây anh dựng cho? Alo. Vâng. Tôi đang đi có việc một tí. Tôi đi luôn nhá. Rồi. Tôi đi về luôn được rồi. Được rồi, một tí thôi hả? Được rồi, cứ cho anh em triển khai làm đi. Tôi đi đây một tí nhá. Bố quay về nhá. Em ơi, cứ làm nhá. Tí nữa anh quay về nhá. Nhá. Thì anh đi mua đồ ăn về nấu anh em cơm đi nhá. Nhưng mà
bộ này ra lấy bao nhiêu nhé, có bao nhiêu lấy bao nhiêu nhé. Nghỉ đi em ơi, em anh nghỉ đi muộn rồi, anh mua em mua thức ăn đây, em mua thịt đây, nấu cơm anh ăn cơm đây với nhá. Cảm ơn cho con không mang lên nhà nhá, anh nấu cơm rồi, không em cứ làm anh nấu cơm nhá. Em ơi, có để chỗ nào nhờ, có để anh thái thịt, còn có để đâu để anh thái thịt. Đây mua thịt ngựa ngon lắm, còn có đâu để có đây. Mới đánh nhóm cho, không biết cho, đánh nhóm cho, gì đâu mà, thôi mà. Anh thấy thịt để nướng em nhé, thịt ngựa này để nướng cái thì có ở chỗ này, có vườn ra vườn hái ít lá lá nốt nữa nhỉ. Cho anh thái mà, cho anh thái cho, tôi đưa anh thái cho em thái nhá, đi hái lá thơm nhé, là nốt để quấn nhé.
Rửa rau em, để ớt để sai nhờ anh hái mấy quả để làm nước chấm, nước chấm ngon lắm này. Cái ớt này đẹp quá nhỉ. Đây anh rửa rau cho, đây có cả là ớt, quả ớt đây, rau. Ôi, nóng quá nhỉ, có cái mũ rồi. Anh rửa cho. Em làm đây đi nướng thịt nhé.
Chín thịt chưa? Chín thịt nướng chín chưa? Thịt nướng chín chưa? Ồ, ngon nhỉ? Thịt ngựa ngon nhỉ? Ngựa nó... Nên ngựa chân nào đấy? Ơ, rồi nóng rồi. Quá. Chín rồi đấy nhỉ? Chín rồi nhỉ? Ăn được không? Ăn được. Đó. Đấy. Ngoài ra ăn này. Các em. Không ăn nữa thì làm sao anh ăn hết được? Anh em là sao mà hết được? Hai mẹ con em ơi, không ăn cơm anh cũng không ăn được, anh có việc tí nhá, hai con ơi. Con chào bố.